Trong phần này, mình và các bạn cùng tìm hiểu cách chụp ảnh bằng Lightroom để các bạn có thể chụp ảnh RAW và các bạn có thể điều chỉnh rất nhiều thông số. Ở trên Lightroom các bạn thấy có hai biểu tượng màu xanh da trời rất nổi bật đúng không các bạn? Ở đây chúng ta thấy hình chiếc máy ảnh. Đây là tính năng chụp ảnh ở trên Lightroom nhé. Chúng ta nhấn vào đây. Ok. Mặc định Lightroom sử dụng tính năng chụp tự động. Các bạn có thể chụp mọi thứ giống như là phần mềm tự động ở trên máy của bạn, nhưng các bạn sẽ có một số cài đặt nâng cao hơn. Để cài đặt chụp ảnh RAW ở trong Lightroom, các bạn hãy nhấp lên chữ JPEG như vậy. Ở trong đây chúng ta có lựa chọn là JPEG hoặc DNG. JPEG là loại ảnh mà những chiếc máy điện thoại của chúng ta thường chụp và những máy ảnh cũng thường dùng đó. Có nghĩa là nó chụp ra một tấm ảnh đã nén rồi, đã mất chi tiết rồi, các bạn không thể chỉnh sửa được nhiều. Và tính năng chụp ảnh RAW chỉ có ở trên những chiếc điện thoại rất đắt tiền hoặc là những chiếc iPhone đời mới mà thôi. Nhưng với Lightroom, chúng ta có thể cài đặt chụp ảnh RAW từ những chiếc điện thoại iPhone 6S trở lên. Các bạn có thể chụp ra những bức ảnh chất lượng rất là tốt. Ok, tại đây chúng ta chọn sang DNG. Đây là một định dạng ảnh RAW của Adobe. Các bạn có thể chụp ra bức ảnh nhiều chi tiết hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì với tính năng chụp ảnh tự động ở trên Lightroom? Tính năng đầu tiên mà các bạn có thể kiểm soát được đó là đèn flash. Các bạn muốn đèn flash tự động tắt hay là bật? Ví dụ như bức ảnh này, mình chụp ngược sáng. Mình muốn đèn flash bật thì mình chọn có on. Sau đó nhấn lên nét và chụp. Ok, như các bạn thấy rất là dễ đúng không? Và trong trường hợp mình không muốn sử dụng đèn flash, mình chọn off như vậy. Nhấn và chụp. Và nếu như các bạn không muốn hoặc là không biết sử dụng đèn flash như thế nào thì các bạn chọn auto như vậy. Điện thoại của chúng ta sẽ tự động tính toán nếu như chụp ngược sáng ở trong những môi trường thiếu sáng thì nó sẽ tự động kích hoạt đèn flash. Qua bên phải một chút thì các bạn sẽ thấy biểu tượng để chúng ta đổi giữa máy ảnh phía trước và phía sau của chiếc điện thoại. Thì các bạn muốn chụp thế nào thì các bạn chỉ việc đổi như thế ha. Xuống phía dưới thì các bạn có thể chọn được tỷ lệ của khung ảnh. Ví dụ như chiếc iPhone của chúng ta chụp với tỷ lệ 4:3, có nghĩa là nó sẽ lấy toàn bộ diện tích của cảm biến. Nếu như các bạn muốn đổi sang 16:9 hoặc các bạn đổi sang 3:2 hay 1:1 thì các bạn chỉ việc chọn như vậy. Tính năng này phù hợp với các bạn chụp ảnh đưa lên Facebook, đưa lên Instagram, thì các bạn muốn chụp ảnh vuông thì các bạn chuyển qua như vậy. Sau đó các bạn chụp thì chúng ta sẽ có một tấm ảnh vuông. Rất là dễ đúng không bạn? Và thông thường mình chụp với tỷ lệ 4:3 để mình lấy được nhiều chi tiết nhất và sử dụng toàn bộ bề mặt của cảm biến. Thì chúng ta có nhiều chi tiết hơn, chúng ta có thể cắt, crop lại và chúng ta có thể làm ra nhiều bức ảnh nhỏ hơn. Nếu như các bạn chụp tỷ lệ ảnh 1:1 hoặc là 16:9, các bạn có thể chụp đúng với ý ban đầu của bạn, nhưng mà đến khi các bạn muốn mở rộng nó ra hoặc các bạn muốn cắt thì hơi bị khó đấy. Qua bên phải một chút, chúng ta có tính năng chụp hẹn giờ. Các bạn muốn chụp hẹn giờ như thế nào? Ok, ví dụ như các bạn không có ai chụp dùng, các bạn muốn chụp hẹn giờ 5 giây, sau đó điện thoại của chúng ta sẽ chụp ha. Chúng ta cài đặt 5 giây như vậy, sau đó nhấn phím chính giữa, điện thoại sẽ đếm 5 giây và tự chụp. Ok, như vậy là chúng ta có thể tự chụp cho mình mà không cần nhờ đến ai cả. Và các bạn cũng không cần sử dụng đến những chiếc điều khiển Bluetooth. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Ok, và trong chế độ này thì các bạn có thể chọn lên 10 giây hoặc các bạn có thể tắt để cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Qua bên phải một chút nữa thì các bạn có thể chọn được các đường lưới hiển thị ở trên khung ảnh như các bạn đang thấy. Nếu như các bạn không muốn hiện thì các bạn chọn tắt như vậy. Các bạn có thể chọn đường lưới trung tâm như vậy. Rất là dễ đúng không? Những bạn nào đã tìm hiểu về nhiếp ảnh thì sẽ biết rằng các đường lưới này giúp các bạn căn phần chính giữa của khung ảnh cho dễ dàng hơn. Ngoài ra, chúng ta có các đường lưới theo tỷ lệ 1:3. Qua đó thì các bạn có thể căn chủ thể vào những điểm nổi bật ở trong khung hình để các bạn chụp theo tỷ lệ vàng. Như vậy chúng ta sẽ có những bức ảnh đúng ý hơn và hấp dẫn hơn. Khi các bạn bật đường này thì các bạn chụp tỷ lệ vàng dễ dàng hơn rất là nhiều, bởi vì nó hiển thị hết ở trên khung hình rồi. Các bạn chỉ việc đưa như vậy, như vậy các bạn căn chủ thể ở trong tỷ lệ vàng mà thôi, thì các bạn sẽ làm nổi bật những nơi các bạn muốn nhấn mạnh thay vì các bạn phải tưởng tượng ở trong đầu. Như vậy là khó hơn và đặc biệt rất là khó đối với những bạn mới tìm hiểu về nhiếp ảnh. Và những ngày đầu mới tìm hiểu về chụp ảnh thì mình cũng phải bật các đường lưới ở trên những chiếc máy ảnh đang quay cho các bạn cùng xem đây. Mình phải bật nó ở trên màn hình để mình căn cho nó dễ. Bởi vì mới đầu quá nhiều thông số, chúng ta không thể tưởng tượng mọi thứ cùng một lúc được, nên chúng ta phải cần các đường lưới hỗ trợ như vậy. Cũng ở trong phần chọn đường lưới, qua bên phải một chút thì các bạn sẽ thấy nơi chúng ta có thể chọn đường chân trời ảo. Khi chọn đường chân trời ảo như vậy, chúng ta chụp nghiêng một chút thì cái đường chân trời ở trong đây nó sẽ hơi nghiêng. Và các bạn sẽ biết các bạn đang để chiếc điện thoại nghiêng như thế nào, bởi vì nó sử dụng cảm biến
rất là chính xác ở trên hầu hết những chiếc điện thoại và iPad, thì các bạn sẽ biết các bạn nghiêng như thế nào so với đường chân trời thật ở trong thực tế ha. Các bạn chụp ảnh phong cảnh thì các bạn nên sử dụng tính năng này để các bạn căn cái đường chân trời cho nó ngay ngắn. Chúng ta chỉ việc nghiêng tới khi nó xuất hiện cái đường màu vàng như vậy, thông báo cho chúng ta biết chúng ta đã chụp ngay ngắn rồi. Qua phần bên phải một chút nữa thì các bạn sẽ thấy biểu tượng hình tam giác. Khi chúng ta nhấn vào đây thì phần mềm sẽ báo cho chúng ta biết ở trên bức ảnh đó chỗ nào bị cháy sáng. Khi mình lấy nét vào phần tối của bức ảnh thì phần bên trái của bức ảnh này có những đường kẻ sọc màu trắng và màu đen cho chúng ta biết phần đó bị cháy sáng. Để cân bằng độ sáng giữa vùng tối nhất và sáng nhất trên bức ảnh thì chúng ta lấy nét qua những vùng có độ sáng tốt hơn một chút, thì các bạn thấy phần bên trái của bức ảnh không bị cháy sáng nữa. Chúng ta đã thấy được những cái vân gỗ ở phía dưới và chỉ còn một vùng cháy sáng rất là nhỏ ở trên thành của chậu hoa mà thôi. Bây giờ chúng ta chỉ việc nhấn vào chụp mà thôi. Như các bạn thấy, bức ảnh của chúng ta có rất nhiều chi tiết từ vùng sáng đến vùng tối. Rất là tuyệt đúng không ạ? Bây giờ nó lại phát sinh một vấn đề nữa. Đó là chúng ta đưa điện thoại qua lại như vậy thì cái vùng đo sáng nó bị thay đổi vị trí và bức ảnh của chúng ta có độ sáng không đồng đều. Nó phụ thuộc vào cái vị trí chúng ta đo sáng đúng không ạ? Vậy làm thế nào để chúng ta khóa đo sáng ở trên bức ảnh này? Rất là dễ. Các bạn hãy nhìn qua phần góc phải phía dưới. Tại đây có hình chiếc khóa. Chúng ta chỉ việc nhấn vào vùng muốn đo sáng, nhấp vào chiếc khóa như vậy. Khi các bạn thấy biểu tượng chiếc khóa màu vàng như vậy, có nghĩa là chiếc camera này đã khóa đo sáng. Các bạn có thể di chuyển lên xuống như vậy mà không thay đổi cách đo sáng. Chúng ta có thể giữ nguyên độ sáng. Rất là tuyệt đúng không ạ? Sau đó chúng ta chỉ việc chụp mà thôi. Vậy làm thế nào để tăng giảm độ sáng trong khi chụp ảnh? Đầu tiên, chúng ta mở khóa đo sáng như vậy. Đặt ngón tay nhẹ nhàng lên khung hình. Sau đó, kéo từ phải qua trái. Các bạn sẽ thấy máy báo chúng ta biết nó đang cộng 1.3 EV, 1.0 EV. Khi cộng 1.0 EV như vậy, bức ảnh của chúng ta sẽ sáng gấp đôi và sẽ có nhiều vùng bị cháy sáng ở trên khung hình. Nhưng ở trong trường hợp này, các bạn chỉ muốn giữ lại chủ thể mà thôi thì các bạn có thể chụp được. Nếu như các bạn muốn giảm độ sáng thì các bạn kéo ngược lại, đặt ngón tay lên khung hình, kéo về bên tay trái và kéo sang phải để tăng sáng. Rất là dễ, rất là tuyệt đúng không bạn? Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong những tính năng cơ bản nhất ở trong phần chụp tự động của Lightroom rồi. Với những tính năng này thì mình đảm bảo với các bạn sẽ có những bức ảnh chất lượng cao hơn, bởi vì ngay từ ban đầu chúng ta đã biết chọn chụp ảnh RAW rồi. Các bạn có thể chỉnh sửa tốt hơn rất là nhiều so với ảnh JPEG ở trên những chiếc điện thoại chụp ra. Ok, ở trong phần sau mình và các bạn cùng tìm hiểu những tính năng chụp nâng cao để các bạn có thể lấy nét thủ công, các bạn có thể bù trừ sáng một cách chi tiết hơn nữa. Các bạn hãy nhìn xuống phía dưới ở trong phần Auto. Chúng ta nhấp vào đây, chọn qua phần chuyên nghiệp. Như các bạn thấy, khi chọn qua phần chuyên nghiệp, chúng ta có thêm rất nhiều tính năng mới. Ví dụ như các bạn có thể bù trừ sáng, các bạn có thể thay đổi ISO, các bạn có thể điều chỉnh rất nhiều thứ khác. Ok, ví dụ như ở trong trường hợp này, mình muốn chụp nó sáng hơn một chút, mình có thể nhấp vào phần tăng giảm độ sáng. Các bạn sẽ thấy chúng ta có thể trừ 3 EV và cộng 3 EV như vậy. Ví dụ như mình muốn sáng hơn thì mình chỉ việc nhấp vào đây và kéo qua bên phải. Các bạn thấy rất là dễ đúng không? Chúng ta có thể bù trừ tới 3 EV gần như một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Khi cài Lightroom thì chúng ta có thể kiểm soát được tốc độ chụp. Các bạn chỉ việc chọn vào đây, các bạn kéo qua phần Auto thì các bạn thấy chúng ta có thể thay đổi phần tốc độ chụp từ 1 phần 10.000 giây đến 1 phần 4 giây như vậy. Các bạn thấy rất là tuyệt vời đúng không? Bây giờ chúng ta có thể kiểm soát tốc độ chụp rất là dễ dàng. Khi các bạn thay đổi tốc độ chụp như vậy thì bức ảnh của chúng ta sẽ sáng, tối rất là dễ, rất là chuyên nghiệp. Và trong trường hợp này, chúng ta có thể thay đổi được tốc độ chụp lên 1 phần 10.000 giây, có nghĩa là rất là cao so với những chiếc máy ảnh bình thường để các bạn chụp những chuyển động nhanh, ví dụ như là đi xe hoặc là chơi thể thao. Nếu như các bạn muốn chụp trong môi trường bóng tối có chất lượng ảnh tốt hơn thì các bạn có thể giảm tốc độ chụp lại, các bạn gắn lên chân máy, ví dụ như là chụp ảnh phơi sáng, hoặc các bạn chụp trong những quán cà phê nơi các bạn có thể đặt chiếc máy này thật ngay ngắn và vững chắc thì các bạn có thể giảm xuống 1 phần 4 giây như vậy để các bạn chụp. Ok, quá dễ đúng không bạn? Bây giờ mình cho lại về Auto ha. Rồi qua một chút nữa, chúng ta có thể kiểm soát được ISO. Trên những chiếc điện thoại iPhone đời cũ hoặc là trên những chiếc điện thoại Android
thì gần như là chúng ta không thể kiểm soát được ISO. Đây là một tính năng tự động ở trong những phần mềm mặc định ở trên máy. Khi sử dụng Lightroom thì các bạn có thể kiểm soát rất là chi tiết. Như các bạn thấy, chiếc máy của chúng ta đang ở trong chế độ ISO tự động, có nghĩa là trong môi trường tối thì nó sẽ tăng ISO và trong môi trường sáng thì nó sẽ tự động giảm ISO. Nếu như các bạn không muốn sử dụng chế độ tự động thì các bạn chỉ việc nhấp vào đây và kéo qua bên phải, điện thoại sẽ thay đổi ISO từ 25 đến 1600. Rất là tuyệt đúng không bạn? Quá tuyệt vời. Với bao nhiêu đó thôi, chúng ta đã kiểm soát được những thông số quan trọng nhất ở trong quá trình chụp ảnh rồi. Quá dễ. Qua tiếp một chút nữa thì các bạn có thể chọn được nhiệt độ màu. Ví dụ các bạn chụp trong môi trường có ánh sáng đèn neon thì các bạn chọn như vậy. Nếu các bạn chụp ngoài trời thì chọn qua biểu tượng mặt trời như vậy là xong. Nếu các bạn không biết nhiệt độ màu nơi các bạn đang chụp như thế nào thì các bạn có thể nhấp vào đây và chọn công cụ lấy mẫu. Phần mềm sẽ nói là chúng ta nên chụp với một cái tấm gray card thì các bạn đưa cái tấm gray card đó vào, hoặc là một cái tấm bìa màu trắng các bạn đưa vào khung hình thì các bạn lấy mẫu thì nó sẽ tự động phân tích và đưa ra nhiệt độ màu chính xác. Như vậy chúng ta đã biết cách kiểm soát phần nhiệt độ màu khi chụp hình với Lightroom. Nếu như các bạn thấy quá khó và chưa biết làm như thế nào thì các bạn chỉ việc chọn về nhiệt độ màu tự động, nó sẽ phân tích toàn bộ khung ảnh và đưa ra một nhiệt độ màu khá là tốt. Và thông thường thì các bạn sẽ thích tự chỉnh hơn khi các bạn có nhiều kinh nghiệm. Qua tiếp một chút nữa, các bạn thấy chữ Auto với dấu cộng không? Ok, đây là một tính năng rất tuyệt vời giúp các bạn làm chủ quá trình lấy nét khi các bạn chụp ảnh bằng Lightroom. Thông thường khi chụp ảnh bằng điện thoại, chúng ta chỉ việc nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình, điện thoại sẽ lấy nét và đo sáng ở đó. Và đôi khi các bạn chụp những chủ thể quá gần hoặc là chuyển động một chút, các bạn muốn khóa lấy nét hoặc các bạn muốn điều chỉnh thủ công thì chúng ta không thể làm việc đó với các tính năng có sẵn ở trên điện thoại. Ở trong Lightroom, các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ thấy chúng ta đang sử dụng chế độ lấy nét tự động, có nghĩa là nhấp vào đâu thì máy ảnh sẽ lấy nét vào đó. Bây giờ các bạn chỉ việc nhấp vào đây, các bạn muốn lấy nét qua bên nào thì các bạn chỉ việc kéo qua phải như vậy. Như các bạn thấy, khi chúng ta kéo thì điện thoại của chúng ta sẽ bắt đầu lấy nét. Như các bạn thấy, rất là dễ đúng không? Quá tuyệt vời. Và khi lấy nét như vậy thì các bạn thấy các đường màu xanh ở trên khung ảnh báo chúng ta biết vùng ảnh nào đang nét nhất. Và đây là một tính năng rất là tuyệt vời so với những chiếc máy ảnh thông thường. Các bạn nhìn vào đây, các bạn có thể biết phần nào đang nét nhất ở trong bức ảnh này. Tính năng này rất phù hợp với những bạn muốn chụp ảnh macro hoặc các bạn chụp phong cảnh. Các bạn có thể điều chỉnh nét trước, các bạn đặt máy trên chân máy, sau đó chụp rất nhiều bức ảnh khác nhau mà các bạn không phải lo về quá trình thay đổi khoảng cách nét. Nếu như các bạn không biết làm như thế nào và chưa muốn sử dụng tính năng này thì các bạn chỉ việc kéo về auto như vậy, điện thoại của chúng ta sẽ quay trở lại chế độ nét tự động. Quá tuyệt vời, quá dễ đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta đến với tính năng HDR trong Lightroom. Các bạn chỉ việc nhấp vào đây, chọn sang HDR. Vậy tính năng này có tác dụng gì? Ví dụ như các bạn thấy mình đang chụp ảnh ngược sáng như vậy thì vùng sáng nó quá sáng còn vùng tối thì rất là tối. Chúng ta có thể sử dụng tính năng HDR để chúng ta cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối để bức ảnh có nhiều chi tiết hơn. Các bạn có thể áp dụng tính năng này trong chụp phong cảnh, chụp những nơi mà các bạn thấy quá nhiều vùng sáng và vùng tối mà tính năng chụp ảnh thông thường không thể hiện được thì các bạn có thể sử dụng. Bởi vì tính năng này nó sẽ chụp với thời gian phơi sáng lâu hơn, nhiều bức ảnh hơn và nó kết hợp lại với nhau để các bạn có một bức ảnh rất nhiều chi tiết và màu sắc cũng tốt hơn. Khi sử dụng HDR thì máy của chúng ta sẽ chụp chậm hơn và nó ghi được nhiều chi tiết từ vùng sáng đến vùng tối hơn so với cách chụp thông thường